Chào mừng các bác sĩ Chào đến mừng với các bác chuỗi sĩ chương trình đào tạo trực tuyến siêu âm mạch máu từ cơ bản đến nâng cao do Chi hội siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Chương trình gồm 8 phần học, mỗi phần học gồm 3 buổi và toàn bộ chương trình có lịch học từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021. Kính thưa các quý bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phiên thảo luận của chương trình phần 2 với chủ đề siêu âm Doppler động mạch cảnh. Bác sĩ Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội siêu âm Việt Nam sẽ trả lời các câu hỏi của các bác sĩ đã gửi về cho ban tổ chức trong 2 buổi học vừa rồi. Và các bác sĩ hãy tiếp tục gửi các câu hỏi về cho ban tổ chức thông qua phần Q&A đã để được giải đáp trong phần học hôm nay. Và sau đây xin kính mời bác sĩ Nguyễn Quang Trọng bắt đầu phiên thảo luận. Chào các bạn, xin lỗi các bạn là vì tôi hơi bị trễ giờ. Tôi xin bắt đầu cái phiên thảo luận. Nó có 2 phần. Phần thứ nhất thì tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi mà các bạn gửi về cho cái chương trình qua email. Cái phần thứ hai là sẽ có một số ca minh họa nữa để chúng ta hiểu thêm vấn đề. Cái chương trình này tôi có lời cảm ơn đến cái công ty GE Healthcare Việt Nam tài trợ cho chương trình. Đây là hình ảnh của thầy Khoáng và vợ của thầy. Một bạn hỏi là thưa thầy cho em hỏi chỉ số ICA trên CCA là lấy đường kính của ICA tức là động mạch cảnh trong chia cho đường kính của CCA hay là lấy vận tốc tại ICA chia cho vận tốc của CCA. Khi mà bạn hỏi câu này chứng tỏ là bạn chưa có thực sự hiểu bài, bởi vì thực ra là cái này là mình lấy vận tốc, vì là theo cái bảng đồng thuận 2002 thì là cái người ta lấy cái ratio tức là cái độ chênh vận tốc giữa động mạch cảnh trong chia cho cảnh chung. Vận tốc tức là ở đây người ta ám chỉ cái peak solid velocity tức là vận tốc định lâm thù. Một bạn hỏi là trên lâm sàng em thấy bác sĩ đo độ hẹp dựa vào đường kính, máy tự tính ra độ hẹp, mình đo thêm peak systolic rồi xem trong bảng để có độ hẹp. Nếu hai chỉ số độ hẹp trong bảng và máy đo khác nhau thì mình lấy chỉ số nào? Thì cái này mình rất là thường gặp trong thực tế mình làm là mình đo peak systolic nó cho vô một cái ngưỡng hẹp khác, trong khi đó mình đo trực tiếp thì nó cho ra một cái ngưỡng hẹp khác. Vậy thì mình lý giải như thế nào? Thì cái thứ nhất là bảng đồng thuận 202 á, nó có 4 thông số. Thứ nhất là peak systolic, thứ hai là mình đo độ hẹp trên 2D hoặc Doppler màu, đó là 2 thông số chính. Hai cái thông số phụ á, là end diastolic velocity và cái độ chênh vận tốc tức là cái ratio giữa động mạch cảnh trong chia cho động mạch cảnh chung. Như vậy nó là 2 thông số chính, như vậy thì mình chọn ai? Thì mình nên nhớ rằng mình có 4 thông số rồi, thì thông thường nếu mà nó không có đồng thuận như vậy đó thì mình chọn 3 trong 4 thông số nó phù hợp thì mình xếp nó cái phần độ hẹp đó. Ví dụ như nói như vậy có nghĩa ví dụ như rằng là 3 trong 4 thông số nó phù hợp với độ hẹp từ 50 đến 69 thì mình xếp cái mạch máu đó vào cái độ hẹp từ 50 đến 69%. Một bạn hỏi là với những mảng vữa xơ vôi hóa nhiều tạo bóng lưng có cách nào khắc phục để đo 2D hay là Doppler màu chính xác không? Thì mình biết rồi, nếu mà nó có mảng vôi hóa mà nó tạo bóng lưng thì 2D mình cũng không thấy gì phía sau lưng nó, mà màu cũng không thấy gì phía sau lưng nó. Như vậy thì cái cách duy nhất mà sẽ có những cái ca sắp trong cái phần ngày hôm nay sẽ có ca minh họa cho các anh chị. Tức là mình thay đổi hướng tiếp cận, làm sao mình cắt qua cái chỗ mà nó ít vôi hóa nhất hoặc là không có vôi hóa để mình coi. Nếu mà không thành công nữa thì mình coi cái dòng chảy phía hạ lưu. Tôi nói ví dụ như ở phía thượng lưu của nó cái peak systolic nó là 100 đi. Cái phía hạ lưu của nó cái peak systolic nó cũng 100, tức là mình bỏ qua cái mạng vữa xơ luôn đó, mạng vữa xơ nó mất hết tín hiệu luôn á, mình coi phía hạ lưu của nó mà nó cũng là 100 hoặc là gần gần đó, tức là ratio khoảng chừng 1 thì coi như mình không có sợ.
Còn nếu mà ở trước nó 100 mà sau nó lên 150, 250 chẳng hạn, thì lúc đó là mình nghĩ rằng là cái mạng bữa sơ nó có vấn đề. Và như vậy thì lúc đó mình phải chuyển qua những cái phương tiện khác là CTA hoặc là MRI. Ở giữa CTA và MRI thì nếu bệnh nhân không suy thận thì mình nên dùng CTA, bởi vì cái CTA cái độ phân giải nó cao hơn cái MRI. Còn nếu mà bệnh nhân chức năng thận kém thì mình dùng MRI. Thì cho em hỏi là đo độ hẹp theo NASES, tức là theo Bắc Mỹ đó, thì mình đo đoạn hẹp trên mặt cắt ngang và đoạn sâu hẹp thì mình đo trên mặt cắt dọc, có được không? Thì cái này là bạn hoàn toàn đúng, và trong thực tế thì mình có thể làm như vậy. Cách làm là gì? Một đó là mình chia đôi màn hình máy siêu âm, một bên là hình lát cắt ngang qua cái động mạch cạnh trong, cái chỗ hẹp nhất. Một bên đó là mình làm cái lát cắt dọc qua chỗ mà động mạch cạnh trong sâu hẹp, tức là lúc mà cái vách thành mạch nó thông sâu. Như vậy là một hình lát cắt ngang và một hình lát cắt dọc. Rồi sau đó mình chọn đo độ hẹp theo đường kính, rồi mình đo chỗ hẹp trên lát cắt ngang và đo chỗ bình thường trên lát cắt dọc, thì máy nó cũng trả lời cho mình là nó hẹp bao nhiêu theo nó set. Cái thứ hai là bạn đo độ hẹp theo ECST trên lát cắt ngang. Nhưng mà trên cái khi mình đo như vậy á, thì mình sẽ có số đo qua chỗ hẹp. Rồi trên cái lát cắt dọc á, bạn lấy cái số đo bình thường sau hẹp, rồi dùng cái máy tính trên cái điện thoại hoặc là trên trên cái laptop để mình tính cái độ hẹp theo cái công thức là A trừ B chia cho A nhân 100%. Trong đó A là cái động mạch cạnh trong sau hẹp, còn B là chỗ hẹp. Tức là mình lấy cái chỗ bình thường sau hẹp trừ cho đường kính chỗ hẹp chia cho bình thường sau hẹp nhân cho 100%. Thì cái này là mình phải tính tay. Còn nếu mà bạn làm như cái cách thứ nhất là bạn máy nó tính cho bạn. Một bạn hỏi rằng là có nhất thiết phải đo độ hẹp trên lát cắt ngang hay không, tại sao không đo trên lát cắt dọc cho dễ dàng và nhanh chóng? Đó. Như vậy thì đó, nếu rõ ràng nếu mà mình trên lát cắt dọc á, mà mình thấy được ngay chỗ hẹp đó và mình thấy cái bình thường sau hẹp thì mình đo thì nó rất là tiện lợi. Nhưng mà cái câu hỏi này liệu có đúng hay không, tức là có nhất thiết phải đo độ hẹp trên lát cắt ngang hay không. Thì bây giờ mình sẽ có một cái ca để hình dung. Mình thấy đây là một cái trường hợp động mạch cạnh trong bên phải, nó hẹp ở thành gần và cả thành xa, cái lòng mạch nó còn có một chút à, trên lát cắt dọc này. Ở đây là có cạnh chung này, đây là cái gốc cạnh trong và đây là cái đoạn sau hẹp, cái đây là tĩnh mạch cổ trong. Rồi thì bây giờ nếu mình đo trên lát cắt dọc này thì cái tại chỗ hẹp này, cái đường kính, cái diện tích cái lòng mạch còn lại của nó chỉ còn 1.28, tức là dưới 1.5. Dưới 1.5 thì nó là hẹp trên lớn hơn hoặc bằng 70% theo nó xét, tức là hẹp nặng đó. Rồi thế thì bây giờ mình xem tiếp đó, mình sẽ xếp vào nó xét nó là trên 70 và cái hẹp theo ECST là nó trên 83%. Thế thì bây giờ mình cho thử vô, mình cho màu vô, rõ ràng là cái chỗ này khá là hẹp. Mình cho đốp le sung vô thì trên đốp le sung á, mình thấy là cái pit nó là 75 và cái pit của cạnh chung là 86, tức là ratio giữa cạnh trong chứ cạnh chung nó khoảng bằng một. Điều đó có nghĩa đây không phải, đây là một cái hẹp nhẹ hoặc là tức là 50% hoặc là dưới 50%, đúng không? Bây giờ mình coi trên lát cắt ngang. Trên lát cắt ngang thì mình thấy rằng là cái mạng vữa xơ mình khó đánh giá, là bởi vì nó có hồi âm kém cho nên mình không nhìn rõ cái lòng mạch còn lại cũng như cái ranh giới của mạng vữa xơ. Thì những cái trường hợp này á, là mình sẽ không đo độ hẹp trên trắng đen mà mình phải cho đốp len màu vô. Trên đốp len màu vô thì tôi hay chọn cái đốp len năng lượng có định hướng, là bởi vì đốp len năng lượng thì nó sẽ giảm cái sóng ảnh do chuyển động. Lúc này thì mình sẽ thấy rất rõ cái lòng mạch và ranh giới giữa lòng mạch và mạng vữa xơ. Thì lúc đó tôi sẽ đo độ hẹp ở trên trên lát cắt ngang, bởi vì đây là mạng vữa xơ lệch tâm. Đó. Thì cụ thể trong trường hợp này là mình không, thứ nhất là mình đo trên lát cắt ngang, thứ hai
vì nó là lợi tâm. Thứ hai là cái mạng vữa sơ hồi âm kém, cho nên mình phải cho đốp lại màu vô và mình đo trên đốp lại màu. Như vậy thì cái hẹp này nó hẹp nhẹ, theo cái ECST nó chỉ có 61% thôi, theo ECST. Wow. Rồi, như vậy thì như vậy đó là một trường hợp hẹp nhẹ chứ không phải là hẹp nặng. Thì nếu mà mình không cẩn thận, mình nhìn cái hình này mình chẩn đoán hẹp nặng là mình sai. Cho nên bắt buộc là đối với những mảng vữa sơ hẹp mà hẹp lệch tâm thì mình gặp rất là nhiều, thì mình phải đo để là các ngang. Rồi, một bạn hỏi là tiêu chuẩn nào chẩn đoán là dày IMT, có ý nghĩa gì trong điều trị không? Nếu được thì thầy sử dụng form mẫu để các bác sĩ mình cùng đồng thuận không? Thì thực ra cái câu hỏi này là câu hỏi hơi sớm, bởi vì sau khi mà xong cái bài phát cái bài động mạch cảnh xong rồi thì đến cái phần IMT thì nó là bạn bạn gửi câu hỏi trước khi bạn học cái bài về cái siêu âm khảo sát phối hợp nội mạc nội trung mạc động mạch cảnh. Cho nên nếu mà bạn đọc học cái bài này rồi thì bạn sẽ không hỏi câu hỏi đó nữa, vì tất cả nó có trong bài. Rồi bây giờ mình trở về cái bảng đồng thuận. Như vậy thì cái phần động mạch cảnh quan trọng nhất là cái bảng này. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhắc lại một số. Cái thứ nhất, đây là cái bảng cải biên. Thì thực ra thì tôi phải dựa vào cái bảng gốc 202 và tôi có thay đổi một chút. Thay đổi một chút là trong cái bảng gốc á, là người ta chỉ có độ hẹp theo NASHEP, tức là người ta chia khoảng hẹp bình thường dưới 50%, 50 đến 69, trên lớn hơn hoặc bằng 70, hẹp gần tắc và tắc hoàn toàn. Đó, thế nhưng mà trong thực tế mình làm thì như vừa rồi là tôi đo trên lát cắt ngang, tức là tôi đo theo cái độ hẹp châu Âu. Cho nên tôi thêm một cái cột tương ứng. Đó, tức là hẹp dưới 50% theo Bắc Mỹ thì nó tương ứng với hẹp dưới 70% theo ECST. 50 đến 69 thì nó tương ứng với hẹp từ 70 đến 82. Trên 70 thì tương ứng với hẹp trên 83% theo ECST. Và xin thưa các bạn là cái này là tôi lấy theo tài liệu của nước ngoài hết chứ tôi không tự sáng tạo ra được. Cái thứ hai là cái góc Doppler. Đó là tôi đề nghị mình lấy góc bằng góc 60 độ cho tất cả các đoạn đàn. Nhưng khi lấy cái góc Doppler bằng 60 độ thì cái vận tốc định âm tô của khuynh hướng nó sẽ gia tăng hơn. Cho nên cái giá trị ngưỡng tôi đề nghị không phải là 125 với cái góc Doppler 60 mà nó lên 140. Đó. Như vậy là cái nguyên mẫu là cái màu xanh này và cái mà tôi đề nghị là cái màu màu nâu này tôi đề nghị. Như vậy thì rõ ràng á, là cái cột thứ nhất là quan trọng nhất là mình dựa vào cái vận tốc định âm thu. Khi nó bình thường hoặc là hẹp dưới 50% thì cái nó chưa ảnh hưởng đến huyết động thì cái vận tốc định âm thu này không thay đổi, vận tốc cuối trong trương này không thay đổi. Cái tỷ số này, cái ratio giữa cạnh trong và cạnh chung không thay đổi, nó dưới 2, bình thường nó dưới 2. Và trên cái trắng đen và màu, như vậy thì cái này chủ yếu là người ta dựa vào cái trắng đen màu để chẩn đoán là nó có hẹp từ dưới 50%. Dạ. Cái thứ hai là hẹp từ 50 đến 69 thì lúc đó tương ứng với châu Âu là 70 đến 82 thì bắt đầu cái pistolite này nó gia tăng. Cái endiastolite này nó cũng gia tăng. Cái ratio, cái độ trên vận tốc giữa cạnh trong và cạnh chung nó cũng gia tăng từ 2 đến 4. Và cái độ hẹp ở trên 2D đếm lên màu nó cũng gia tăng. Rồi. Cái hẹp trên 70 hoặc là trên 83% ECST thì lúc đó cái pistolite nó hình trên 230. Cái ratio này nó trên 4 và cái endiastolite nó trên 100. Thì rất là nhiều tài liệu người ta đề cập là với những cái trường hợp mà hẹp trên 70% ECST như vậy á, thì cái khẩu kính lòng mạch còn lại thường dưới 1.5. Vậy cho nên cái ca vừa rồi tôi minh họa cho các anh chị đó, nó là 1.28 thì tôi đương nhiên tôi xem nó là một hẹp trên 70% ECST. Đó, riêng về cái những cái hẹp gần tắc và tắc hoàn toàn á, thì lúc đó mình không dựa vào cái đốp lai sung nữa. Tất nhiên mình phải cho đốp lai sung vô để xác nhận là nó không còn tín hiệu hoặc là tín hiệu nó thay đổi, nhưng không dựa vào những con số đó nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ vô một số trường hợp. Như vậy thì cái trong cái bài mà hẹp động mạch cảnh trong, tôi đã cho cứ mỗi cái độ hẹp nó có một
số ca rồi, bây giờ mình sẽ coi thêm một số ca khác nữa để hiểu hơn vấn đề. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân, đây là cạnh chung, đây là cái gốc của cạnh trong nó bị hẹp. Đó, thì với cái hẹp này á, thì cái đo cái chiều dài mạng vữa xơ là một cái đo đạc cần thiết, mình phải mô tả trong kết quả. À, rồi mình cho cái đốp lem màu vô, và như vậy thì luôn luôn mình làm cái đốp lem trên lá cắt dọc ở xung ngay tại chỗ hẹp và bình thường trước hẹp, tức là ở cạnh trong, ở cạnh chung, và hai cái này để mình có cái ratio giữa cạnh trong và cạnh chung, mình nhìn qua là mình biết nó bằng một. À, rồi như vậy thì cái pit này nó rất là thấp, nó chỉ có 58, tức là dưới 140, cái n nó là 30, tức là dưới 40, cái ratio nó bằng một. Như vậy thì nếu mà bạn xếp theo cái độ hẹp thì cái NASHED nó dưới 50 và cái ECST nó dưới 70. Tôi nhắc lại, sau khi các anh chị học loạt bài này thì tôi yêu cầu các anh chị là khi mà các anh chị chẩn đoán những cái trường hợp hẹp, các anh chị phải ghi rõ đó là các anh chị đo theo NASHED hay là ECST, và phải có bằng chứng đàng hoàng, chứ các anh chị đừng có tự tưởng tượng ra con số là 50-70%. Yeah. Đây là một cái trường hợp khác. Anh chị thấy rằng là mình đây là mạng vữa xơ ở thành gần thành xa đây, đúng không? Và như vậy thì trên cái trắng đen mình nhìn không có rõ hết đâu, thì cho màu vô. Thì tôi dùng cái đốp le năng lượng có định hướng. Dạ, tôi cũng cho cái đốp le xung vô tại chỗ hẹp, và đây là ở cạnh chung. Như vậy thì tại chỗ hẹp của mình là cái pit nó là 89 và cạnh chung nó là 60, tức là cái ratio nó khoảng chừng bằng 1. Cái pit này nó dưới 140, cái n này dưới 40, thì như vậy nó cũng là hẹp từ dưới 50% NASHED và dưới 70% CST. Rồi. Bây giờ mình có một cái trường hợp khác. À, cái này thì trên trắng đen mình không có dám nói. Bây giờ mình phải cho màu vô. Cho màu vô thì mình thấy chỗ này nó có aliasing này. Đó. Rồi, bây giờ mình đo. Như vậy thì tại chỗ mà nó bị hẹp đó là cái pit nó là chỉ có 112, cái n nó là 51. À, thì bây giờ mình so với bạn đồng thuận, mình thấy rằng là nếu 112 thì nó là dưới 140, nhưng mà cái n 51 tức là nó trên 40. Rồi, cái quan trọng nữa là cái ratio mình coi cái cạnh chung nó là 112, nhưng mà cạnh cạnh trong nó 112, nhưng mà cạnh chung nó chỉ có 60 thôi. À, như vậy là cái ratio này nó là dưới 2. À, như vậy thì bạn xếp nó hẹp bao nhiêu? Bây giờ mình tưởng mình đo ở trên 2D. Đó, trên 2D thì nếu mà trắng đen mình nhìn không có rõ lắm, mình phải cho màu vô. Thì như vậy trên 2D mình đo trên lá cắt ngang, bởi vì mạng vừa sớm, như vậy đa phần là lệch tâm các anh chị. Đó là chỉ có 67% theo ECST thôi. 67% ECST thì rất là ít, không có nhiều. Như vậy nó là một cái hẹp, mình phải trả lời là mình chọn cái nào. Theo các anh chị mình chọn dưới 50 NASHED thì dưới 70, hay là mình chọn lên đến 50 đến 69, thì cái câu trả lời là mình chọn cái này, nó chỉ hẹp dưới 50% NASHED và dưới 70% ECST. Và nếu mà dưới 70% ECST thì nó phù hợp với cái đo đạc này. Đó. Cái pit này nó cũng không, chỉ có một cái duy nhất nó tăng hơi ngựa, hơi vượt ngưỡng là 40. Như vậy thì chỉ cần 3 trong 4 mà nó phù hợp với bạn thì mình xếp vô cái loại đó. Rồi, bây giờ mình hẹp một số trường hợp nữa, hẹp từ 50 đến 69%. Các anh chị thấy đây là một trường hợp nó có mạng vữa xơ đây, tôi tiếp cận từ phía trước. À, cái mạng vữa xơ ngay vị trí này. Mình cho đốp le màu vô. Và như vậy thì tôi sẽ cho đúng một vị trí đó, nhưng mà cái cửa sổ này là 2 mm và cửa sổ này là 1 mm. Tôi nhắc lại là khuyến cáo của những tác giả lớn, người ta khuyến cáo là cái đo độ hẹp, cái cửa sổ mà khảo sát cái chỗ hẹp của cạnh trong thì nên là 1 mm. Thì như vậy thì mình nên lấy cái 1 mm không đấy. Bởi vì mình lấy 1 mm này thì cái pit nó khác 214, mà nếu mà mình lấy nó 2 thì cái này là 197, thì tôi sẽ chọn cái 1. À, rồi. Tiếp là mình coi, mình tiếp cận từ hướng bên. Bây giờ mình hướng trước á, thì nó không có rõ lắm,
bây giờ mình qua cái hướng bền. Đó, tại vì cái gì nhiều anh chị làm là không bao giờ thay đổi hướng tiếp cận hết á, mà cái đó là một cái sai lầm. Mình tiếp cận theo hướng bền thì mình nhìn thấy rõ hơn các bạn vừa sơ. Wow. Rồi mình cho cái đốm le sung vô. Đó, tiếp cận theo hướng bền thì mình cũng đo được cái pitch của nó. Như vậy là cái pitch của nó là 213, tức là nó trên 140, cái end của nó 68, tức là trên 40. Rồi bây giờ theo dõi tiếp. Ở trên cái lá cắt ngang á, thì mình đo cái độ hẹp nó là 57. Như vậy với cái đường kính lòng mạch còn lại á, là mình biết được luôn. Tại vì cái một này nè là bằng 3mm, không 2.9. Như vậy là bệnh nhân này thứ nhất là có cái pitch này nó trên 140, cái end này trên 40, cái lòng mạch còn lại trên bằng 2.9. Và cái độ hẹp mình đo là như vậy là khoảng chừng 50 mấy phần trăm theo cái ECST thôi. Đó, như vậy thì mình xếp vào cái nhóm nào? Đây các anh chị. Đó, bởi vì cái pitch này nó cao nè, trên đó bây giờ nó có hai nhóm. À, 50 69 hoặc là dưới 50. Là bởi vì nếu mà mình nói nó 213 đó là nó trên 140 rồi, nó nằm trong cái nhóm hẹp từ 50 đến 69 nè. Đúng không? Trong khi mình đo là nó chỉ có 53-57% theo ECST thôi. Thì theo cái anh chị chúng ta lấy cái nào? Mình nhớ nha, ba trong bốn cái mà phù hợp là mình chọn. Như vậy cái thứ này nè, cái pistolit nó phù hợp với 50-69 nè, cái endiastolit phù hợp với 50-69 nè. Rồi cái quan trọng nữa, các anh chị có cái ratio nè. Đây là của cảnh trong và đây cảnh chung, cái ratio nó khoảng bằng 3. Như vậy là nó phù hợp với khoảng hẹp từ 50 đến 69. 3 trên 4 cái phù hợp là mình chọn. Rồi. Bây giờ mình có một trường hợp khác. Đây là một cái người phụ nữ Việt Nam còn khá trẻ các anh chị. Phụ nữ thì ít khi bị những cái tai biến mạch máu này. Mà không biết tại sao cô này cũng bị 45 tuổi. Một cái mạng vữa sơ cũng khá khá. À, bây giờ mình coi. Mình cho cái đốm le màu vô. Đó. Rồi tiếp đến mình cho cái đốm le sung. Cái này để cửa sổ là 2, nhưng mà thường là tôi sẽ chọn cửa sổ 1, đúng không? Tôi minh họa cho thấy rằng là nếu mình chọn 2 nó khác, chọn 1 nó khác. Rồi tôi lấy cửa sổ nó 1 mm thôi. Rồi mình làm cái ratio giữa cảnh trong và cảnh chung. Như vậy là tóm lại là bệnh nhân này có cái pitch 212, tức là trên 140. Cái end này 89, tức là trên 40. Cái ratio giữa cảnh trong và cảnh chung nó là bằng 2.38, tức là trên 2, đó là nằm trong ngưỡng từ 2 đến 4. Cái lòng mạch còn lại cả chừng 3.5. rồi mình đo cái lòng mạch ở trên lá cắt ngang ECST là nó chỉ hẹp chỉ có 50-58% thôi. Thì cái ca này cũng tương tự như ca vừa rồi, tức là mình phải chọn lựa giữa một cái độ hẹp 50-69 hay là dưới 50 nó sẽ. À, thì bây giờ các anh chị biết câu trả lời rồi. Mình chỉ cần 3 trong 4 cái phù hợp. Thứ nhất là cái phù hợp với độ hẹp từ 50-69 là nó có cái pistolit này. Cái thứ hai là endiastolit này. Cái thứ ba là cái ratio, tức là cái độ trên vận tốc giữa cảnh trong và cảnh chung. 3 cái phù hợp, thấy không? Và chỉ có một cái không phù hợp rồi là mình đo trực tiếp ở trên cái đốm le màu này, đúng không? Như vậy thì mình phải chọn cho nó cái nhóm từ 50-69%. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục một cái trường hợp. Đây là một cái trường hợp các anh chị thấy mạng vữa sơ cho một cái đoạn dài và nó tạo aliasing như vậy. Bây giờ tôi sẽ coi như thế nào. Thứ nhất, tôi có ở đây tôi có cái pitch ngay tại cái chỗ hẹp. Cái đường kính lòng mạch còn lại là 1.7 ha, đường kính lòng lại 1.7, cái pitch nó là 200 mấy đó, tức là nó trên 140. Cái end nó là trên 40. Cái ratio giữa cái chỗ hẹp và cái cảnh chung nó là 3.5, cái lòng mạch còn lại là 1.7. như vậy thì cái này nó rất là dễ để xếp loại ha, nhưng mà trước đó thì mình cũng có cái lá cắt ngang để mình đo trực tiếp. Thì cái này nó 71, mình đo trên lá cắt ngang là 71. Như vậy cái ca này nó hoàn toàn phù hợp, là bởi vì rõ ràng là nó sẽ nằm trong cái nhóm từ 50-69% theo NASET và 70-82% ECST. Đây mình đo được 71 nè, ECST.
Đó, như vậy thì cái trường hợp này là bốn cái nó phù hợp hết luôn. Như vậy thì tôi nhắc lại, y khoa nó là tương đối, và tất cả những cái này người ta đưa ra để mình tham khảo, mình học, và mình nó có bốn cái thông số, thì chỉ cần ba trong bốn thông số phù hợp là mình chọn cái ngưỡng hẹp đó. Bây giờ mình sẽ có những cái ca hẹp mà như vậy thì những cái hẹp từ dưới 50 và 50, 69 là người ta nội khoa. 50 thì chắc chắn, dưới 50 thì chắc chắn là nội khoa. Từ 50 đến 69 là nội khoa và cân nhắc ngoại khoa. Còn trên 70, lớn hơn bằng 70% là phải can thiệp ngoại khoa, tức là cắt bỏ nội mạc hoặc là đặt stent. Bây giờ mình đi vô một số trường hợp hẹp trên 70. Đây là một trường hợp nó hẹp động mạch cảnh trong, có gì thế trên lát cắt ngang. Đây là cảnh chung nè, đi lên trên một chút, có gì thế đó là cảnh trong, nó hẹp. Rồi. Bây giờ trên lát cắt dọc. Đây là cái chỗ hẹp đây. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho màu vô. Thì bắt buộc bạn phải có màu, bạn mới nhìn được cái chỗ hẹp nhất, tức là mình nhìn vào cái chỗ aliasing. Rồi. Cái mình định hướng được cái chỗ aliasing rồi á, thì mình mới cho cái đốt le xung vô, nhưng mà tôi tiếp cận hướng khác nữa. Qua cái hướng này, như vậy là cái kia là hướng trước, bây giờ qua hướng bên, thấy cái chỗ hẹp này. Đó. Sở dĩ có cái vacation 2020 là bởi vì cái bài này tôi chuẩn bị để đi qua Hàn Quốc báo cáo, nhưng mà vì Covid cho nên không đi được. Rồi. Bây giờ cái hướng bên này thì mình thấy nó aliasing rất rõ đây. Mình sẽ cho cái đốt le xung vô. Cái đường kính lòng mạch còn lại lúc này mình đo nó chỉ có 0.5 mm, tức là nó rất là phù hợp, bởi vì nó dưới 1.5 mm là những trường hợp hẹp trên 70%. Rồi mình cho cái pitch lý tại chỗ hẹp nó lên đến 385, và cái này là sau hẹp thì nó có giảm xuống là còn 215. Rồi. Như vậy thì cái N này nó trên 100, cái pitch này nó trên 230, cái N nó trên 100. Như vậy thì nó tương ứng với hẹp là lớn hơn bằng 70% nó sẽ. Rồi. Bây giờ mình lấy cái ratio, như vậy thì mình lấy cái ratio tại chỗ hẹp và trước hẹp. Cái trước hẹp của nó là 60, thì cái ratio này nó trên 4 đó các anh chị, nó là 6.4 trên 4. Như vậy thì nó rất là phù hợp thứ nhất là cái pitch nó trên 230, cái N nó trên 100, cái ratio nó trên 4, và cái lòng mạch còn lại nó dưới 1.5. Như vậy là nó phù hợp với một cái hẹp từ trên 70% NASEP và trên 83% ECST. Và tôi nhắc lại, thì những cái bệnh nhân mà như thế này thì sẽ được hưởng lợi nếu mà bệnh nhân được mổ cắt bỏ nội mạc động mạch cảnh hoặc là đặt stent. Cái trường hợp này là để thứ nhất là cho minh họa một cái hẹp nặng trên 70, và cái thứ hai là cho các bạn hình dung cái hướng tiếp cận. Rõ ràng là khi mình làm siêu âm á, thì tôi nhắc đi nhắc lại các anh chị là cái lát cắt ngang nó gọi là lát cắt hướng đạo, tức là nó hướng dẫn mình cái lát cắt dọc. Vì trên lát cắt ngang này mình thấy nó vôi hóa gần hết cái lòng mạch, nhưng nếu như vậy thì nếu mình tiếp cận từ hướng phía trước này thì nó sẽ bị cái vôi nó che lấp. Nhưng nếu mình tiếp cận cái hướng bên này thì sẽ có, tức là có một cái chỗ nó không có vôi hóa cho mình tiếp cận. À, như vậy thì mình sẽ không tiếp cận bằng hướng trước mà mình nên tiếp cận bằng hướng bên. Rồi. Như vậy thì tương ứng với hình siêu âm trên lát cắt dọc thì tiếp cận bằng hướng bên. Đó, mình sẽ thấy rằng là cái nó mình sẽ thay đổi cái hướng để làm sao cho nó rõ. Các chị thấy rằng là đó, qua cái hướng phía trong này nè, thì mình sẽ thấy rằng là coi được, nó bộc lộ được cái dòng chảy ra. Và như vậy thì mình cho cái đốt le xung vô để khảo sát, đúng không? Đó. Mình chọn cái chỗ nó aliasing, chọn cái thanh này trùng trục dòng chảy. Rồi như vậy thì cái này nó cũng không có nhiều, có gì nó 108 trên 95, tức là cái này nó vượt ngưỡng 100, vượt ngưỡng 104, nhưng mà cái N này nó không đến 100. Rồi giờ tiếp tục, nhưng cái lòng mạch còn lại mình đo nó chỉ có 1.4 thôi. 1.4 tức là dưới 1.5, tức là nó lại nằm trong cái ngưỡng hẹp trên 70, mà trên 70 thì cái pitch nó phải trên 230. Các bạn cứ nhìn trong bảng đồng thuận mà đối chiếu ra, trong khi đó cái pitch này nó chỉ có 108.
Như vậy thì ở đây nó có mấy chuyện. Cái thứ nhất, à cái này thì tôi lại lấy được cái bit nó là 241, cái n này nó là 120, cao trên 100, và cái lòng mạch còn lại nó là 1.4. Như vậy nó hoàn toàn phù hợp. Như vậy thì bây giờ mình coi lại một số cái hình ảnh mình đã làm. À, tôi sẽ cho lại từ đầu đến cuối. Như vậy thì rõ ràng là cái này là mình chọn vị trí chưa có tốt. Qua cái chỗ này mình chọn cái là aliasing đó. À, thế giờ cái này chỉ có 108 thì mình tiếp tục làm, thì đến cái này mình chọn nó chính xác nhất thì nó lên đến 204. Ra trong quá trình làm nếu mình thấy nó có cái gì mà trục trặc, tức là nó không có phù hợp, thì mình phải đo đi đo lại tìm cái chỗ hẹp nhất. Đó. Rõ ràng là cái gì thấy là có cái thì tôi lấy 108, được không? Rồi đến khi mình chọn được chỗ hẹp nhất thì nó lên 204, thì lúc này nó sẽ phù hợp. Đúng không? Rồi. Như vậy thì bệnh nhân này thì mình có cái PIT nó trên 203, cái N nó trên 100, cái ratio của nó là 2.8, tức là nằm trong ngưỡng từ 2 đến 4. Đúng không? Và cái lòng mạch còn lại nó là 1.4. Thì này thì mình bây giờ bắt đầu lại đo độ hẹp trên lá cắt ngang. Trên lá cắt ngang thì nó là 86. Như vậy thì cái nào nó phù hợp và cái nào nó không phù hợp, mình sẽ có độ hẹp là như thế này. Cái pit nó là cái ngưỡng hẹp 70, đúng không? 70. Cái n này cũng như vậy, cái ratio này nó dưới ngưỡng, bởi vì nếu mà hẹp bảy trên lớn hơn bằng 70% thì cái ratio này phải trên 4, nhưng nó phù hợp mà đó 1 2. Cái là nhưng mà và đo trực tiếp này nè, đó là 86 thì nó sẽ phù hợp với cái ngưỡng hẹp trên 70 và cái ICRT là trên 83. Và nó có một cái phù hợp nữa là mình đo cái lòng mạch còn lại nó là 1.4, tức là tương ứng với cái hẹp nào. Đó. Rồi đây là một cái trường hợp khác, mình thấy đây là cạnh chung, đây là cạnh trong, cạnh ngoài. Thì nếu mà nhìn trên nắng đen thì mình không nghĩ là nó có hẹp. Đó là bởi vì cái mảng hồi âm kém, thành ra rằng là làm mạch máu bắt buộc mình phải có cái Doppler, chứ còn nếu không có là thua, thấy không? Mảng hồi âm kém và cái dòng chảy còn lại cũng không có nhiều. Mình đo nếu mà nôm na ví dụ như là cái mảng vữa xơ nó không có lệch tâm thì cái hẹp theo ICST này là nó khoảng chừng 74. Rồi bây giờ mình sẽ coi. Như vậy thì cái pit tại chỗ hẹp này nó là 116. À, trong khi đó cái trước hẹp thì chỉ có 46 thôi, 46 47 thôi. Thì rõ ràng là cái pistolite này nó không chưa đến ngưỡng 125 hoặc là 140. Nhưng cái gì thấy không? Nó dưới 140, cái N này nó dưới 40. Nhưng mà cái ratio này rất là cao, giữa cái cạnh trong và cạnh chung nó lên đến 3.7. Đó. Cái lòng mạch còn lại mình đo nó chỉ có 1.4 thôi. Đó. Và mình đo trực tiếp ở trên cái đo cái là trên màu đó, nó là 74 ICST. Và nó có một cái lưu ý nữa là cái trở kháng này khá cao, ở cạnh trong nó là 0.73. Rồi. Như vậy thì mình chọn như thế nào? Mình nói nó là dưới 50 không? Hay là nó nằm 50 đến 69, hay là nó trên 70%. Đó, bây giờ nó rất là khó, thấy chưa? Bởi vì nếu mà cái pit này nó chưa đến ngưỡng 125 hoặc là 140 thì mình cho nó là hẹp dưới 50%. Cái này dưới 40 cũng tương tự như vậy. Đó, nhưng nó có một cái rất là ấn tượng là cái ratio nó cái độ trên vận tốc, một cái độ trên vận tốc rất quan trọng. Anh nhìn thấy nó lên đến 3, gần 3.8. Và cái thứ hai nữa mình đo cái lòng mạch còn lại nó chỉ có 1.4 thôi. Và cái đó đo trên cái màu đó, nó là đến 74% ICRT. Đó. Thì bây giờ mình trở lại cái bạn đồng thuận, thì bây giờ mình chọn cái nào? Là cái gì thì mình chọn cái nào? Đó. Dưới 50, 50 đến 69 hay là trên 70. Thì bây giờ bệnh nhân này được cho làm cái CTA đó, thì rõ ràng cái lòng mạch còn lại thì nó chỉ có 1.1 1.3 mm thôi.
mình xem đây là cái cộng hưởng từ, mình làm cộng hưởng từ để coi. Thì cái gì thấy là cái dòng chảy phía trên của nó rất là nhỏ. Như vậy là đây là một trường hợp hẹp nặng và cái dòng chảy còn lại nó rất là kém, tức là nó gọi là string size đó. Như vậy mình sẽ xếp cái bệnh nhân này hẹp trên 70%, nhưng hẹp gần tắc cái động mạch cảnh trong đoạn tận. Là bởi vì như vậy thì tại vì lúc mình làm cảnh trong á, mình thấy cái trở kháng nó cao thì mình phải suy ra là bệnh nhân sẽ bị hẹp nặng hoặc là tắc cái đoạn động mạch cảnh trong, cái đoạn trong sọ đó. Như vậy thì nếu mà bệnh nhân bị hẹp như vậy đó thì bệnh nhân sẽ không được hưởng lợi nếu can thiệp ngoại khoa hoặc đặt stent. Và bởi vì nếu mà đặt stent hoặc ngoại khoa ngay cái chỗ động mạch cảnh thì nó chỉ có giải quyết được vấn đề tại chỗ đây thôi, còn cái đoạn trong sọ là mình không giải quyết được. Đây là một cái trường hợp khác. Cái gì thấy người phụ nữ 70 tuổi, mình nhìn trên trắng đen thì mình không nói được nó hẹp đâu. Mình cho màu vô thì có vẻ như là không có dòng chảy luôn đó. Thế nhưng mà thường thì những cái trường hợp này thì tôi sẽ chỉnh cái hộp màu sao cho nó cái góc Doppler nó lớn hơn để cho nó nhẹ màu hơn, nó đừng có 90 độ, thì mình sẽ thấy được cái dòng chảy đây. Rồi cái tích dòng cái đường kính làm chạy còn lại chỉ có 1 mm thôi đó. Rồi tôi cố gắng chỉnh sao cho nó rõ cái tín hiệu màu. Rồi có 1 mm cái dòng chảy. Rồi tôi chuyển qua dùng cái đầu dò convex để khảo sát đó. Mình thấy đây là cái dòng chảy nó bị aliasing. Mình đo ở trên đầu dò convex nó là 1.1, nhưng tôi nhắc lại cái độ phân giải trên 2D nó trên cái đầu dò lại niên nó tốt hơn, cho nên thường tôi sẽ lấy theo cái 2D với những cái đo đạc này. Rồi mình cho cái đốt lê sung vô thì mình đo được qua cái chỗ hẹp này, cái pit nó là 345 và cái N này nó rất là cao là 0.90. rồi và cái cạnh chung nó cũng có một cái phổ rất là lạ, tức là cái I này nó bằng 1 luôn, tức là cái N diastolic của cạnh chung nó bằng 0, cái N diastolic của cạnh trong này rất thấp. Rồi cái diện tích lòng mạch còn lại như vậy là cái pit nó là trên 230. Rồi nhưng trở kháng nó là từ lớn hơn 0.9 cho đến 1, cái lòng mạch còn lại từ 1 đến 1.5. À 1 đến 1.1. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao cả cạnh chung cả cạnh trong này cái RI nó cao như vậy? Thì tôi nhắc lại là trong bài vừa rồi tôi có trình bày một bài mà với cái trở kháng cao gần bằng 1 như vậy thì nó tiên đoán rằng là bệnh nhân sẽ có hẹp nặng hoặc là tắc ở hạ lưu, tức là nó sẽ bị hẹp nặng hoặc là tắc ở cái động mạch cảnh trong, cái đoạn trong não. Đó, lưu ý điều đó. Như vậy thì mình sẽ chẩn đoán hai cái. Thứ nhất là nó hẹp trên 70% nó xét, trên 83% lớn hơn bằng 70, nó sẽ lớn hơn bằng 83 ECST. Và tiên đoán luôn là khả năng bệnh nhân có hẹp nặng hoặc là tắc ở hạ lưu, tức là cái đoạn động mạch cảnh trong ở trong não. Rồi bây giờ tôi đề cập đến những trường hợp tắc hoàn toàn. Thì cái tắc hoàn toàn thì lâu lâu mình gặp và nó có nhiều khi mình sẽ biết được cái, đôi khi mình biết được nó là tắc sớm hay tắc muộn. Thì đây là một cái trường hợp tắc mà tôi nghĩ rằng là trước đó là bệnh nhân có thiểu sản cái động mạch cảnh trong, là bởi vì đây nè, cái động mạch cảnh trong nó khá là nhỏ, nó lớn cái cạnh chung cái hành cảnh ở đây và cái động mạch cảnh trong có đường kính rất là nhỏ, thấy không? Mình cho đốm lem màu vô thì cái dòng chảy đến đây là nó ngừng đó, cái gọi là cái thất lâu này chứng tỏ là đến đây là nó tắc đó. Rồi mình kéo dài ra thì đó, cái đây là cái đoạn động mạch cảnh trong nó tắc và cái khẩu kính động mạch cảnh trong khá là nhỏ, nó chỉ chưa đến 3 mm cái đường kính động mạch cảnh trong. Thì đây là một trường hợp nó thiểu sản và nó sau đó nó tắc cái cảnh trong. Trường hợp này mình có chụp CTA để xác nhận lại là bệnh nhân bị tắc ngay cái gốc này. Và
Đó, trên siêu âm thì mình thấy biết được nó có thiểu sản cái động mạch cảnh trong nữa. Dạ. Bây giờ mình cũng qua một cái trường hợp cũng tương tự như ca vừa rồi. Cái người đàn ông này có 41 tuổi thôi. Cái gì thấy không? Cái động mạch cảnh trung đến hành cảnh đến đây và cảnh trong này nó tắc cho một cái đoạn dài và cái phụ kính nó khá là nhỏ. Thấy không? Đó. Rồi. Bây giờ cái trường hợp này thì khi mà nó tắt cạnh trong như vậy đó thì bây giờ mình làm cái cạnh ngoài thì mình thấy một cái phổ rất là hay để nhớ lại bài, tức là cạnh trong nó tắt mình làm đốp le cạnh ngoài thì mình thấy rằng là cái trợ kháng nó thấp, tức là dưới không, trợ kháng thấp tức là dưới 0.7 mà trợ kháng cao là trên 0.7, thì cái trợ kháng của cạnh trong của cạnh ngoài nó gì 0.66, tức là lúc này mình gọi là cạnh trong hóa động mạch cạnh ngoài và cái RI này nó thấp dưới 0.7, nhưng nó là cạnh trong hóa, nhưng mà khi mà nó do nó là cạnh ngoài cho nên khi mình gõ cái vùng thái dương này đã, thì nó có cái đường viền răng cưa đó, đây là một cái hình ảnh rất là hay đó. Nhắc lại nha, như vậy thì do bệnh nhân này bị tắc cạnh trong cho nên cạnh ngoài nó cạnh trong hóa đó. Và tức là cái RI này dưới 0.7, nhưng dưới 0.7 nhưng mà khi mình gõ cái vùng G bên tai này thì nó lại xuất hiện phổ răng cưa của động mạch cạnh ngoài đó. Mình sẽ xác nhận lại như vậy thì đây là cái hệ cạnh đối bên nó rất là bình thường, còn cái hệ cạnh của cái bên mà nó bị tắc này, đây là tắc cạnh trong này thì cái cạnh ngoài này cạnh đông hóa. Một cái trường hợp khác các anh chị thấy rằng là trên đắng đen thì mình nghi ngờ rằng là ở cạnh trong này nó có hồi âm đó, mình cho đốp le màu vô thì đúng là nó tắt hoàn toàn cái cạnh trong này, luôn luôn mình phải cho cái đốp le sung vô để xác nhận là nó tắt đó. Rồi bệnh nhân này mình làm cầu phẫu tư mình thấy gì? Các nhìn thấy rằng là cái dòng chảy ở cái cạnh trong ở bên trái là nó không có luôn, hoàn toàn không có dòng chảy ở cạnh trong ở bên trái. Đây cái gì thấy từ cái đoạn này xuống nè, đó bên này bên phải có mà bên trái là nó không có luôn, đúng không? Đó, và như vậy thì mình chẩn đoán là nó tắc hoàn toàn cái động mạch cạnh trong ở bên bên trái. Rồi bây giờ mình đề cập đến một cái nữa mà bây giờ càng ngày mình sẽ càng gặp, tức là bây giờ cái Việt Nam mình điều trị cũng khá tốt rồi. Tôi đã gặp một số trường hợp là bệnh nhân được mổ móc tách cái nội mạc mạch cảnh hoặc là được đặt stent, thì sau khi đặt stent hoặc là mổ đó, nó có thể tái hẹp, ví dụ như là trong stent thì nó gọi là in-stent steno, tức là nó sẽ tái hẹp. Đây là một cái stent, stent này nó nằm ở động mạch cảnh trung này, một người đàn ông Việt Nam 56 tuổi, thì khi cái stent đó là mình làm siêu âm đốp la vẫn tốt các anh chị. Nó vẫn cho tia siêu âm đi qua. Mình đây là hình ảnh trắng đen trên lá cắt ngang, trên cái dọc, trên lá cắt ngang này, lấy cái hình ảnh của cái stent. Đó, rồi mình cho cái Doppler màu vô để khảo sát. Đó, thì để cái hình ảnh cái dòng chảy trong stent là như vậy. Thì vấn đề là thường những cái stent người ta có tráng thuốc kháng đông, nhưng mà có một số bệnh nhân vẫn bị nó tái lập cái hẹp trong stent trở lại. Rồi thì nhắc lại là cái bạn đồng thuận của mình á chỉ dùng cho động mạch tự thân thôi, còn khi mà đã đặt stent thì cái tiêu chuẩn nó khác. Thì đây là cái tiêu chuẩn mà tôi thấy chỉ có mỗi cái của Đại học South Florida người ta đưa ra tiêu chuẩn thôi. Nếu mà trong stent mà mình nó hẹp á, hoặc là sau khi nè đặt stent hoặc là cắt mỏ nội mạc động mạch cảnh thì mình phải tuân theo bản này, tức là người ta hẹp dưới 50% khi cái pit nó dưới 150, cái ratio tức là độ chênh vận tốc giữa cạnh trong chia cho cạnh trung là dưới 2 đó, 50 đến 75% cái khoảng hẹp nó cũng khác các bạn đồng thuận, thì cái này nó trên 150, cái này nó ratio này trên 2 và cái e này nó cũng ngưỡng nó khác, nó là 125 và cái hẹp trên 75 thì cái pit này trên 300, radio trên 4 và n này trên 1.25.
Thì như vậy thì sau khi học bài này á, thì nhiều khi nếu mình không nhớ thì mình in hai cái bảng ra các anh chị, mình để cạnh chỗ làm. À, chứ nhiều khi rồi lu bu mình cũng không nhớ hết được. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị đã cho tôi có thời gian trình bày một số ca lâm sàng để cho mình hiểu rõ thêm. Và cái ước ao của tôi là sau khi học xong loạt bài này thì mình cố gắng thuộc các bạn đồng thuận và mình ứng dụng tốt nó. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Trọng. Phần tiếp theo, ban tổ chức xin gửi đến bác sĩ Nguyễn Văn Trọng một số câu hỏi được các bác sĩ gửi đến trong chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, thưa thầy, động mạch cảnh trong bình thường có trở kháng thấp, nhưng khi đo lại thấy trở kháng cao, dù không tìm thấy mảng xơ vữa và hẹp động mạch đoạn ngoài sọ, thì có phải có tắc nghẽn đâu đó ở đoạn trong sọ không ạ? À? Và mình có cần ghi nhận chỉ số bất thường này để đề nghị làm thêm các kỹ thuật khác như CTA không ạ? Em cảm ơn thầy. À, bạn hỏi câu hỏi đó chứng tỏ là bạn rất là thuộc bài. Và trong những cái ca minh họa vừa rồi là bạn thấy đó. Tức là rõ ràng bình thường động mạch cảnh trong nó phải có trở kháng thấp. Khi mà nó có trở kháng cao, nhất là những trường hợp nó lớn hơn 0.9 hoặc là bằng 1, thì gần như nó sẽ có chuyện là hẹp nặng hoặc là tắc ở hạ lưu của nó, tức là những cái mạch máu ở trong não. Cho nên cái chuyện chỉ định CTA hoặc là MRI là rất cần thiết để chẩn đoán bạn. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Trọng. Câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, theo em được biết thì hẹp động mạch cảnh trong không còn chỉ định tái tưới máu. Khi đã nhìn thấy huyết khối động mạch cảnh, cho dù có biết hoàn toàn lòng mạch hay không, vậy trên siêu âm làm sao để phân biệt được huyết khối với mảng xơ vữa echo kém ạ? Em xin được mở rộng câu hỏi này cho các động mạch khác như động mạch trụ bột, động mạch chi trên. Em cảm ơn thầy. Thông thường á là mình sẽ phân biệt như thế này. Hôm trước mà trong cái bài tôi giảng cho các anh chị thì nó có một cái cục huyết khối ở trong động mạch cảnh trong á. Thì nên nhớ rằng là mình hết sức cẩn thận khi chẩn đoán đó, là nếu mình thấy nó là một cục huyết khối mềm có chuyển động tới lui theo cái nhịp đập của tim, và cái thứ hai nữa mình tìm thấy được bằng chứng là nó có huyết khối trong nhĩ trái hoặc là trong tiểu nhĩ trái, thì cái chẩn đoán của mình mới tương đối chắc chắn. Cho nên nó là một cái sự kết hợp giữa siêu âm mạch và siêu âm tim. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Trọng. Câu hỏi tiếp theo, thưa thầy cho em hỏi, chỉ số đập PA có ý nghĩa khác với ai trong siêu âm động mạch cảnh không ạ? Về cái PI và cái RI, tức là chỉ số kháng và chỉ số đập, thì cho đến nay thì riêng đối với hệ cảnh, mạch máu nói chung, thì người ta vẫn dùng cái RI nhiều. Còn cái PI á, thì người ta hiện nay người ta dùng rất là nhiều trong cái Doppler sản khoa. Và những cái bảng mà tham chiếu để mà đọc những cái giá trị ngưỡng bệnh lý thì đa phần là bây giờ người ta lấy theo PI hết. Thì giải thích về sâu xa về vật lý thì tôi không có rành. Nhưng mà đó, tôi là cái người ứng dụng thôi. Thì tôi thấy rằng là đối với cái hệ mạch máu chung thì vẫn dùng cái RI nhiều, tức là chỉ kháng nhiều, và đối với cái đốt lè sản khoa thì cái PI người ta dùng nhiều. Và nên nhớ rằng là giữa cái RI và cái PI là nó tương quan tỷ lệ thuận với nhau. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Trọng. Và cảm ơn bác sĩ Văn Trọng với phần trả lời vừa rồi cũng như những chia sẻ với rất là nhiều kiến thức bổ ích. Kính thưa với bác sĩ, phần trả lời câu hỏi vừa rồi đã khép lại buổi cuối của chương trình phần 2 với chủ đề siêu âm Doppler động mạch cảnh của chuỗi hội thảo trực tuyến do Chi hội siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Đối với các bác sĩ đã đăng ký cấp CME, ban tổ chức sẽ chiếu mã QR ngay sau khi kết thúc chương trình. Và các bác sĩ hãy quét mã bằng phần mềm Zalo hoặc các phần mềm đọc mã QR để mở lên làm bài test. Hoặc các bác sĩ sẽ nhận được email của ban tổ chức trong tối nay để hoàn thành câu hỏi luận giá.
Những bác sĩ nào đã hoàn thành câu hỏi thông qua phần quét mã QR thì có thể bỏ qua bài test trong email của ban tổ chức. Và kính thưa các quý bác sĩ, thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý bác sĩ và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong các phần học tiếp theo. Kính chúc quý bác sĩ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn.